Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với đầu tư điện tử Platform đây, và hôm nay chúng ta sẽ xem xét vào những cái tình huống tiếp theo của Bitcoin nha anh chị nhé. Thì trong cái thời gian là 1 giờ sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy được những cái tin tức về lãi suất, và mức lãi suất đã bằng so với cùng kỳ trước nha anh chị nhé, là 5,5%. Và đây là những cái con số cũng đã được Trading Economics họ dự đoán rồi. Và khi chúng ta thấy những cái con số này thì những cái chuyển biến tiếp theo sẽ ra sao anh chị? Đầu tiên chúng ta thấy được rằng là với cái động thái không tăng lãi suất mà giữ lãi suất ở đây á, đầu tiên là về cái tâm lý của Fed hiện tại họ đang nhìn về cái mặt lạm phát nha anh chị nha. Họ chưa thấy được cái dấu hiệu là tăng mạnh lên hay là giảm mạnh xuống. Đối với lạm phát thì anh chị thấy là lạm phát ở trong thời gian vừa qua nó đang nằm ở cái mức là 3,7%, và nếu như con số này ở trong tháng tới mà nó giảm á, thì có thể là tháng 12 chúng ta sẽ không tăng lãi suất nữa, mà chúng ta có thể là bắt đầu là giữ lại lãi suất lần cuối cùng ở trong cuối năm nay. Nhưng mà đối với em thấy được rằng cái tỷ lệ lạm phát ở trong tháng tới nó vẫn có thể là tăng nha anh chị nha. Cho nên là về tháng 12 chúng ta vẫn phải xem xét rất là kỹ về cái thông tin về lãi suất, để nếu như mà nó tăng 0.25% lên, tức là nó đã tạo ra một cái sự khủng hoảng rất là lớn cho thị trường tài chính nói chung và cũng như là Bitcoin nói riêng. Và đối với cái tin tức sáng nay á, thì khi mà Bitcoin nó hành động giá thì anh chị thấy là nó cũng không có quá nhiều sự biến động ha. Nó chỉ có một vài cây nến gọi như là rút lên rút xuống để lấy thanh lý những cái anh em đang trade ở trong ngắn hạn này thôi. Và với cái lệnh short của chúng ta thì đầu tiên chúng ta cần phải phân tích tiếp một vài cái tình huống ở đây ở trong ngắn hạn để chúng ta nhìn ra những cái góc nhìn mới nha anh chị nhé. Chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta đã sideways ở khu vực giá này một thời gian khá là lâu, và chúng ta cũng có những cái vùng đệm hỗ trợ và cũng như là kháng cự. Thì em sẽ sử dụng cái kênh giá song song để nối lại những cái đỉnh trong thời gian vừa qua ha, và cũng như là những cái đáy ở thời gian vừa qua bằng kênh song song này. Thì trong thời gian tới anh chị muốn khám phá về những cái tính năng mới ở trên web 3 thông qua Bybit thì anh chị có thể là đăng ký dưới đường dẫn của team ha, để ủng hộ team. Và anh chị có thể là tham gia những sự kiện như là IDO. Đây là một trong những sự kiện mà em thấy được rằng là Bybit họ làm rất tốt luôn, và cái cơ hội trúng của anh chị rất cao và cũng như là có lời ha. Cái quan trọng là có lời sau khi anh chị tham gia IDO. Thì đây là một trong những cổng kết nối để anh chị có thể là tham gia IDO, mà thứ nhất là nó an toàn, bởi vì xem Bybit họ cũng đã kiểm duyệt qua những cái dự án được gọi như là listing và cũng như là được mở bán IDO ở trên Bybit rồi ha. Thì nếu như anh chị muốn sử dụng những cái ví web 3 này thì anh chị có thể là đăng ký tài khoản Bybit dưới đường dẫn em để dưới phần mô tả này ha, và anh chị có thể là tiến hành tham gia vào những cái chương trình IDO trong thời gian tới. Và chúng ta hãy quay trở lại với những nội dung tiếp theo video ngày hôm nay. Và như anh chị thấy rằng là đối với cái song song này nó có giá trị khi mà giá được hỗ trợ ở ngay cái vùng là khoảng 33.299, tăng trưởng lên kháng cự ở ngay cái vùng là khoảng 35.233, và tương tự như vậy một lần hỗ trợ ở đây. Và trong thời gian vừa qua giá cả được đỡ ở mức là 50% của kênh giá song song này, thì anh chị thấy là nó cứ chạm vào đây nó được hồi lên, và sau đó là một cú bơm lên rất mạnh lên trên nha anh chị nha. Và trong cái khu vực giá này nó có những cái điểm gì mà chúng ta đáng quan tâm nữa anh chị? Thì khi anh chị nhìn ở đây chúng ta có thể thấy là chúng ta có một cái mẫu hình chúng ta có một cái mẫu hình tam giác ở đây. Nếu chúng ta nối những cái đỉnh lại với nhau và những cái đáy lại với nhau như thế này, chúng ta có một cái mẫu hình tam giác. Và khi mà cái mẫu hình tam giác này nó phá lên á, thì anh chị sẽ target rất xa. Thì ở đây em có thể là target trước cho anh chị, nếu như mà cái mẫu hình nó chạy được á, thì nó sẽ có thể là cao đến như thế này nha chị nha. Thì đây là trong ngắn hạn chúng ta sẽ xem xét về những cái tình huống nó rất cao. Thì nếu như giá rất cao lên maximum theo cái TP của cái mẫu hình tam giác này á, nó có thể đến cái vùng là khoảng 37.388. Đây là một câu chuyện có thể xảy ra, nhưng mà để xảy ra được cái tình huống này chúng ta phải nhìn về mặt volume anh chị. Chắc chắn chúng ta sẽ phải nhìn về mặt volume, bởi vì là ở trong thời điểm hiện tại chúng ta cũng có một cái ngưỡng kháng cự ở đây, đúng không anh chị? Và trong cái thời điểm này khi mà giá cả break cao ra khỏi cái đường kháng cự của kênh song song này, chúng ta thấy dấu hiệu volume giảm xuống. Chúng ta thấy dấu hiệu volume giảm xuống ở trong cái ngọn này, và rất có thể đây là một lần phát cao nha chị nha. Rất có thể đây là một lần phát cao. Cho nên là để mà nói rằng là chúng ta nên lo hay không thì em thật sự em nói thiệt với anh chị luôn, chúng ta đã lo từ vùng 27k3 lên gần 31k đó. Và khi mà giá nó đã lên quá cao rồi thì chúng ta không nên, thực sự là không nên để mà bước vào những cái lệnh lo ở những khu vực cao như thế này nữa. Nó rất là nguy hiểm nha chị nha. Và nếu như mà cái lệnh short của chúng ta nó có bị SL đi, thì cái lệnh lo trước đó chúng ta đã ăn 100% rồi, thì đối với cái lệnh 5X này nếu mà có SL thì nó cũng không có gọi như là thiệt hại quá lớn nha chị nha. Chúng ta đang short ở những cái khu vực kháng cự, thực sự là như vậy. Và còn một cái nữa, khi mà chúng ta nhìn về cái khoảng thời gian này, anh chị có thể là kéo xa ra một tí ha, để anh chị có góc nhìn nó tốt hơn, để chúng ta nói tiếp về cái lệnh short nó có thể chạy tiếp hay không. Anh chị có thể là nối những cái đường hỗ trợ ra, chị thấy là giá bám rất chặt ở ngay cái đường trên line này đúng không ạ, và hồi lên. Và trong những lần trước đó thì mỗi lần chúng ta hồi lên như vậy, anh chị thấy là volume được kích lên rất lớn đúng không ạ? Volume kích lên rất mạnh. Đó.
ở đây cũng vậy tương tự, có volume mạnh lên đúng không ạ, volume mạnh lên, và trong thời điểm hiện tại khi chúng ta chạm đến hỗ trợ trong ngày hôm qua chúng ta bay lên á, chúng ta bay ở trong tương tức, nhưng mà giá thì anh chị, nhưng mà volume thì anh chị thấy là nó giảm xuống như vậy, thì có phải là nó đang có một cái sự suy yếu rất là nhiều hay không ạ? Nó đang có một sự suy yếu về lực tăng. Và kể cả là khi mà anh chị nhìn về những cái hành vi giá như là đỉnh giá đi, chúng ta vẫn có thể là nối những cái đỉnh giá lại với nhau. Đây là một đỉnh này anh chị đó, và sau đây là đỉnh thứ hai, và hiện tại chúng ta chưa xác nhận là cái đỉnh này nó kết thúc hay chưa, nhưng mà hiện tại thì cứ cho rằng là cái đỉnh này nó kết thúc ở đây đi anh chị. Đó, thì còn một cái mặt nữa là volume thì sao, anh chị có thể là xét về đỉnh giá, hành vi giá cũng như là volume đó. Có phải là giá thì tăng lên nhưng volume ở trong xuyên suốt thời gian vừa qua nó đang giảm dần và giảm dần xuống hay không ạ? Đây là một sự suy yếu về lực tăng rất là nhiều. Và đối với tình huống hiện tại khi em chỉ ra cho anh chị thấy là cái volume nó chưa được ủng hộ cho một cái lực tăng gọi như là bứt phá mạnh lên đó, thì anh chị lưu ý rằng rất có thể nó là một cái sự fake cao ở đây anh chị, và chúng ta hoàn toàn có thể rơi về lại cái kênh song song này và tiếp tục sideways ở dưới này đó. Thì anh chị hãy lưu ý là như vậy đó. Và còn một cái nữa là khi mà anh chị tắt đi những cái này, chúng ta sẽ nói hết ở trong ngày hôm nay về những cái mẫu hình, về những cái hành vi giá của nó nha anh chị. Chúng ta sẽ vẽ một cái đường trên line nối những cái đỉnh trong cái kênh giá mà nó sideways vừa qua và cũng như là những cái đáy lại đó. Hoàn toàn anh chị thấy là chúng ta đang có một cái kênh giá tăng, và theo cái quy luật thì anh chị thấy là nó vẫn đang chạy từ hỗ trợ lên kháng cự và từ kháng cự đi về. Và nếu như mà nó phá được cái ngưỡng này, cái điều này là cái điều quan trọng để cái lệnh short chúng ta chạy tiếp nha anh chị. Nếu như nó phá được cái ngưỡng là 34.200 thì rất có thể chúng ta sẽ rơi xa. Cái tỷ lệ chúng ta sẽ rơi xa khá là cao nếu chúng ta bứt phá ra khỏi cái ngưỡng 34.200 này. Cho nên là hãy cẩn trọng đối với những cái lệnh long ở đây, hãy cẩn thận fake cao vì volume đang giảm xuống ha chị, và cũng như là chúng ta đang ở kháng cự đó, chúng ta đang kháng cự rất là khó chịu ở đây nữa đó, thì hãy cẩn thận ha. Và không chỉ là có những cái kháng cự như vậy mà chúng ta còn có rất là nhiều cái khác cũng sẽ cần phải nhắc lại ở trong ngày hôm nay. Thì nha anh chị thấy lệnh short của chúng ta vẫn giữ SL ở quanh khu vực là khoảng 37.000, hơn 37.000 một tí ha. Và đối với cái hành vi giá thì anh chị thấy là nó vẫn đang chạm đến cái ngưỡng là 1.618, tức là 36.175 đô la, tức là cái kháng cự ở đây, thì nó vẫn có thể là tạo ra một cái sự rơi giá xuống ha, vẫn có thể là tạo ra một sự rơi giá sâu hơn, mạnh hơn. Thì hãy cùng nhau xem thử rằng là cái lệnh này chúng ta sẽ gồng được bao lâu. Và em nói trước với anh chị rồi ha, lệnh này một lệnh khá rủi ro, từ ngay từ đầu thời gian đầu em đã nói rồi, lệnh này khá rủi ro bởi vì là chúng ta còn rất là nhiều tin tức và những sự kiện ở trên thị trường nó có thể ảnh hưởng đến giá khá là nhiều. Và nếu như mà chúng ta có SL đi thì cái lệnh lo chúng ta đã bù lại ở trước đó rồi, cho nên là cũng không quá đáng lo nha anh chị nha. Và nếu có quét SL đi chăng nữa, có tăng lên cao đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ canh những cái phản ứng giá tiếp theo để em short thôi, bởi vì em thấy được dấu hiệu ở khung ngày nó không hề đẹp một tí nào cả anh chị ha. Dấu hiệu ở khung ngày đây, một dấu hiệu đã cross xuống khỏi cái Bollinger Band của cluster rồi, và những lần trước mỗi lần cross ra thì nó cũng sẽ có những sự biến động ở đây, tuy nhiên nó vẫn sẽ rơi xuống sau thời gian đó. Này, cross lên đúng không anh chị, phá lên này xong đẹp về, thì nó cũng tạo ra những cái sự biến động và sau đó nó vẫn rơi về. Cho nên là em vẫn sẽ theo cái bên short nhiều hơn và em sẽ không lo ở trong cái thời gian tới, đến khi nào Bitcoin điều chỉnh xong thì em mới đầu em canh những cái sự phục hồi lên thì em lo nó, giống như lần trước chúng ta cũng lo ngay cái thời điểm nó phục hồi nha anh chị. Và bây giờ khi nó tăng trưởng quá rồi thì chúng ta phải tìm những cái cơ hội để chúng ta short xuống thôi. Thì đây là những cái phương án của em ở trong ngắn hạn để anh chị có thể tham khảo ở trong ngày hôm nay. Thì anh chị lưu ý rằng là những cái nội dung ở trong ngày hôm nay á, là những cái nội dung em cập nhật là những cái lệnh mà chúng ta đã trade ở trước đó. Và nếu như anh chị muốn vào lệnh ở thời điểm này thì anh chị cũng phải hết sức cẩn thận ha. Ai đã vào rồi thì cứ giữ SL thôi, còn ai chưa vào thì hãy quan sát thêm cũng được, không cần vội nha anh chị nha. Đây là một lệnh khá là rủi ro, nhưng mà em đã phân bổ vốn ở trước đó rồi, cho nên là cái rủi ro nó cũng được hạn chế lại cho những anh em trader cùng em trong những cái tháng vừa qua nha anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung cập nhật nhanh chóng của về Bitcoin ở trong ngày hôm nay, và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.